Người đàn ông này tên là David Dunn, người duy nhất còn thở sau vụ tai nạn tàu hỏa do trật đường ray. Thông qua sự kiện này thì anh phát hiện ra bản thân đang sở hữu một cơ thể bất phàm, có thể gọi là siêu năng lực về thể chất mà không phải tiêm serum hay là gặp ông già cầm gậy nào. Còn đây là Elijah Price, người đang mang trong mình hội chứng xương thủy tinh hiếm gặp. Nói nôm na dễ hiểu về hội chứng này thì khung xương của anh cực kỳ mong manh dễ vỡ. Tuy nhiên thì trời lại ban cho anh một trí tuệ siêu phàm. Liệu cuộc hội ngộ của hai cá thể này có phải phiên bản rip-off của cuốn Hai Số Phận, hay đây sẽ là một cái bắt tay mở đầu cho vũ trụ siêu anh hùng kiểu mới, nơi mà các siêu anh hùng có thể nói là được lấy cảm hứng từ các rối loạn và triệu chứng về tâm lý. Đây là recap về Unbreakable, và video này được mang đến cho bạn bởi content Samsung và giọng đọc vui vẻ, được chúng tôi tổng hợp và góp nhặt từ nhiều nguồn tin khác nhau. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới để chúng tôi có thể chỉnh sửa những video sau. Bộ phim mở đầu với thông tin số lượng tiêu thụ truyện tranh đáng kinh ngạc ở Mỹ. Chúng ta có thể hiểu được mức độ ảnh hưởng của truyện tranh lên đời sống của một cá nhân là lớn thế nào. Sau đó phim chuyển sang cảnh một người phụ nữ đang tràn trề hạnh phúc khi mà được thăng chức từ người da màu lên làm mẹ, và đặc biệt hơn là làm mẹ của Nick Fury, hay trong phim là Elijah. Bé Elijah lúc này đang khóc tóe lên. Những đứa trẻ khác thì khóc một tí là dừng, nhưng mà Elijah thì cứ khóc mãi như kiểu là bị đau, nên mọi người có mặt ở đó gọi bác sĩ đến kiểm tra. Sau khi bác sĩ đến kiểm tra thì mới phát hiện là tay và chân của bé đã bị gãy, không phải là do bị quăng quật như trái tim của mấy đứa lụy tình, mà là do một hội chứng khá hiếm gặp. Nói thêm về chi tiết đầu phim này, trong khung hình thì Elijah đang cất tiếng khóc chào đời đầy đau đớn. Đạo diễn thì đã không chọn cách quay chính diện vào đứa bé hay mẹ, mà từ hướng chiếc gương rồi mới quay trực tiếp đến Elijah, như foreshadowing về tương lai của cậu bé là phản chiếu và dễ vỡ. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với câu chuyện của nhân vật chính David Dunn, hay là Dunn gì đấy. Lúc này đang trên chuyến tàu trở về Philadelphia để đoàn tụ cùng gia đình. David ngồi bên cạnh cửa sổ với ánh mắt là chuyến đi này thất bại rồi, về nhà thôi. Trong lúc ngồi rung đùi không biết làm gì thì anh tháo nhẫn cưới ra rồi tán thử cô gái ngồi cạnh mình. Cô này từ chối vì đã có chồng rồi, và anh này thì cũng không phải là Justin Timberlake. Cô gái ngại nên đã đổi chỗ khác để ngồi. Tàu chạy được một lúc thì tăng tốc một cách bất thường. Tất cả những người trong toa, kể cả David, đều đã phát hiện ra điều này. Mọi người chỉ biết bám chặt lấy tay vịn của ghế rồi cầu nguyện, nhưng mà chắc thượng đế còn đang mải buồn vì ngọt tan dã nên là không có phép màu nào xảy ra cả. Báo chí cũng như các kênh thời sự đã đưa tin về vụ tai nạn, 131 người được hóa kiếp, duy nhất chỉ có David là sống sót, mà không phải sống thực vật nhé, mà là sống nguyên không tì vết. Cảnh sát cũng như những người cứu hộ đã tìm thấy David và một người khác. Tuy nhiên, trong lúc bác sĩ đang trao đổi về tình trạng của David thì người sống sót còn lại kia đang dần hấp hối rồi cũng không qua khỏi. Cái lúc mà anh này bước ra khỏi phòng cấp cứu trước hàng chục ánh mắt đẫm lệ của những người nhà nạn nhân xấu số đang hướng về David là một khung cảnh đau buồn thảm thiết. Sau cảnh này thì anh trở về nhà cùng với vợ và con, thì ta thấy được là mối quan hệ giữa anh và vợ đang gặp vấn đề. Đi xin việc xa vài ngày rồi về nhà mà ngủ riêng với con là đủ hiểu cuộc hôn nhân vợ chồng đang toang rồi. Quay lại về tuyến chuyện chính thì sau vài ngày nghỉ ngơi hồi phục tinh thần, anh đến nhà thờ cùng các gia đình của những nạn nhân xấu số để cầu nguyện. Lúc ra bãi xe thì anh thấy ai đó đã để lại một phong bì thư trên kính chắn gió. David thì cũng không để ý lắm đến việc tìm người đã để lại bức thư này cho anh. Thứ làm cho anh suy nghĩ là câu hỏi bên trong lá thư. Bao lâu rồi anh chưa bị bệnh? Bên ngoài lá thư thì in đậm dòng chữ phiên bản giới hạn, như một người bị bói trúng tim đen. Anh này trầm ngâm một lúc rồi đem những hoang mang đó đến chỗ làm. By the way thì David là nhân viên bảo vệ khuôn viên sân vận động của một trường đại học địa phương. Anh đến tìm gặp sếp để hỏi về số ngày mình đã nghỉ ốm. Bất ngờ sếp tìm gặp anh rồi bảo là anh đúng thật là chưa bao giờ xin nghỉ ốm từ khi mới vào làm, và đồng thời là được sếp xét tăng lương luôn. Hóa ra là để được tăng lương là không được ốm. Quay lại với David thì đầu óc anh lúc này khá rối bời, không tìm được câu trả lời ở chỗ làm nên là anh đành quay về nhà hỏi vợ lúc đêm khuya. Vợ nghe anh hỏi này: "Sao anh? Em có bao giờ thấy anh yếu không?" Cái anh này sao anh lại hỏi thế? Anh mà yếu thì sao mình có con được? Dầm thế. Ý anh không phải thế. Ý anh là em có bao giờ thấy anh ốm hay là sốt sổ mũi các thứ không? Hình như là không. Sao anh lại hỏi thế? Không có gì. Anh mới được tăng lương đấy. Tạm khép lại sự hoang mang của David thì chúng ta chuyển sang cảnh trở lại quá khứ, thời điểm mà Elijah còn đang chật vật thích ứng với căn bệnh hiếm gặp khi đang ở độ tuổi dậy thì, độ tuổi mà chỉ cần bị mọc mụn thôi đến trường cũng bị trêu rồi. Elijah thì bị các bạn đồng trang lứa yêu ái đặt cho cái tên công viên thủy tinh. Không, quý ngài thủy tinh. Bằng sức mạnh tình thương cao cả của một người mẹ mẫu mực, Elijah đã thành công khiến cho cậu phải đi xuống đường với phương pháp tặng quà. Mẹ đã tặng cho cậu quyển truyện tranh đầu tiên, và nó cũng là quyển đã tạo động lực cho cậu theo đuổi con đường tạo ra những tác phẩm truyện tranh sau này. Tôi nhanh về hiện tại, thời điểm mà David tìm đến địa chỉ của người đã gửi cho anh bức thư kỳ lạ. Thế là cuộc gặp mặt đầu tiên giữa hai con người đối nghịch nhau đã diễn ra. Thông qua đoạn nói chuyện này thì chúng ta cũng biết được rõ hơn về hội chứng của Elijah. Hội chứng xương thủy tinh này thuộc dạng là rối loạn gen. Hội chứng anh đang có thuộc tuýp 1, sẽ có những người bị tuýp 2, 3, 4, đặc biệt là những người thuộc tuýp 4 thì sẽ không thể sống quá lâu. Và tính từ lúc anh được sinh ra đến nay thì Elijah đã bị gãy xương tổng cộng 5-7 lần, nên là giường bệnh luôn là nơi anh gắn bó, và những quyển truyện tranh là những thứ vực dậy tinh thần của anh trong suốt khoảng thời gian đó. Nên là anh đã quyết định theo học ngành nghệ thuật, chuyên ngành vẽ tranh. Nhờ những tác phẩm mà anh vẽ cũng như là sưu tầm được thì anh đã có thể chi trả các chi phí sinh hoạt, đồng thời nuôi nấng những giấc mơ khác. Giấc mơ tìm thấy một người đối nghịch hoàn toàn với mình. Đối với một người nerd truyện tranh như Elijah thì việc bản thân hoàn toàn tin vào những câu chuyện viễn tưởng của truyện tranh là điều khó tránh khỏi. Elijah liên tục tìm kiếm thông qua các bản tin về thảm họa mang tính khủng bố, tìm xem trong số những tai nạn kia có ai còn sống sót mà vẫn lành lặn không, một suy nghĩ mà rất không bình thường. Và dĩ nhiên là David cũng nhận ra ra điều đó. Tuy nhiên thì con trai của anh không nghĩ vậy. Trong mắt con trai mình thì David lúc này như một siêu anh hùng với sức mạnh thể chất siêu phàm. Tuy bản thân David không tin vào những gì Elijah nói, nhưng mà anh vẫn thử tìm lại những sự kiện đã xảy ra trong đời. Liệu rằng trong người mình có đang sở hữu một sức mạnh đặc biệt không? Anh tìm lại những đầu báo cũ nói về một số sự kiện đã xảy ra trong đời mình. Hồi còn trẻ, cụ thể là lúc mà anh còn nhiều tóc, thì David là một tiền vệ trong đội bóng bầu dục của trường. Lúc đó anh được phỏng vấn lên báo vì đã đem về thành tích cao cho đội trong các cuộc thi đấu. Không may trong lúc lái xe cùng vợ vào một buổi tối thì cả hai gặp tai nạn, và cũng vì sự cố đó nên anh không thể tiếp tục thi đấu nữa. Sau đoạn hội thoại giữa anh và vợ trong lúc đêm khuya thì chúng ta cũng hiểu được phần nào về tình trạng hôn nhân của gia đình anh. Trước chuyến đi xin việc định mệnh này thì anh và vợ đang có những tranh cãi khiến cho mối quan hệ giữa cả hai ngày một xa cách. Và sau vụ tai nạn này thì vợ anh đã rất xúc động khi thấy anh trở về lành lặn. Cô xem việc này như một cơ hội để làm lành, tại vì lúc đấy thì cuộc sống khá vô thường rồi. David cũng cảm thấy vui hơn phần nào vì cái điều này. Quay trở lại công việc bảo vệ thường ngày, trong một ngày chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì thì David hay tin là Elijah đến tìm mình. Lúc này Elijah tiếp tục công cuộc nhồi nhét tư tưởng siêu anh hùng cho David thông qua việc là lân la làm bạn với anh. Elijah nói là anh không ngẫu nhiên chọn nghề bảo vệ để làm, mà là định mệnh đã chọn anh để làm công việc lương thấp này. Sau lúc Elijah đến ghế xem chùa trận đấu thì anh đã thị phạm khả năng nhận diện tội phạm của mình cho Elijah xem khi David đã cảm nhận thấy một người đàn ông mang theo hung khí chuẩn bị vào khán đài. Tuy đối với David thì đây có thể là bản năng dựa trên kinh nghiệm nghề nghiệp, nhưng mà đối với Elijah thì David không chỉ có cơ thể bất phàm mà anh còn sở hữu khả năng nhận biết hành vi tội ác của người khác khi đi ngang qua rồi chạm vào người họ. Elijah tự mình đi kiểm chứng kẻ gian mang hung khí kia, rượt đuổi được một lúc thì không may anh bị té cầu thang và ngã gãy xương lần thứ 58. Nhưng mà sự nghi ngờ của Elijah đã được kiểm chứng khi mà thấy tận mắt tên kia thực sự mang hung khí trên người. Elijah như càng được củng cố niềm tin rằng bản thân đã tìm thấy được siêu anh hùng trong trí tưởng tượng của mình. David sau khi tan ca đã tìm con rồi muốn cùng con trai kiểm chứng sức mạnh của bản thân bằng việc là đi nâng tạ. Với con số 158 cân tạ thì David thực sự là nên đi chuẩn bị thi đấu cử tạ mới đúng. Nhưng mà anh này lại càng được củng cố niềm tin rằng bản thân thực sự có siêu năng lực. Sau khoảng thời gian hồi phục thì Elijah tìm đến vợ của David để nhờ cô hỗ trợ làm vật lý trị liệu. Tập vật lý trị liệu là phụ, còn cái chính là muốn tiếp cận cô để tìm hiểu kỹ hơn về David. Đồng thời hắn cũng cố nhồi nhét suy nghĩ David là siêu anh hùng vào đầu cô. Cùng lúc đó, trong những ngày làm việc tiếp theo thì David càng cảm nhận rõ nét hơn về khả năng thấu thị những việc làm sai trái của một người nào đó thông qua hành động vô tình chạm vào người họ. Thấu thị được một lúc thì anh bị gọi đến trường của con trai để gặp cô chủ nhiệm. Thằng con muốn biết xem mình có sức mạnh giống bố hay không nên đã làm bác sĩ nha khoa free cho bạn mình. Cũng trong đoạn này thì ta biết được sơ nét quá khứ của David, và đây cũng là nguồn cơn sinh ra điểm yếu của anh, đó là nước. Anh này là hỏa quốc à? Khi còn nhỏ, trong lúc nghịch nước thì suýt nữa David đã đầu thai vì muốn tìm xem hình dáng thực sự của Long Vương dưới nước quá lâu. Sau khi nghe lại câu chuyện của mình lúc nhỏ thì anh một lần nữa hoài nghi năng lực của mình. Riêng cậu con trai thì tin sái cổ rằng bố mình thực sự là có sức mạnh, và để chứng minh điều đó thì sau khi cả nhà đã ăn xong bữa tối thì Joseph định cho bố tráng miệng bằng kẹo đồng để cho cả nhà chứng kiến bố mình là bất khả xâm phạm. Cũng may là David kịp thời can ngăn. Sau đó thì David đến gặp trực tiếp Elijah để nhắc anh là hãy dừng lại cái việc ông đang định làm và tránh xa gia đình tôi ra. Thất vọng tràn trề vì bao công sức sắp bị đổ sông đổ biển, Elijah lại tìm tới tiệm truyện tranh để giải tỏa và có thể là tìm thêm cảm hứng cho những đầu chuyện mới. Tua nhanh qua phân cảnh hẹn hò của hai vợ chồng David. Từ đây ta cũng hiểu được là vợ anh đã ủng hộ những ước mơ của mình từ khi còn trẻ, rằng anh đã có thể làm những điều đặc biệt hơn những gì mà anh đang làm hiện tại. Cộng thêm nơi anh xin việc đã liên hệ anh để nhận việc. Vợ anh sau khi hay tin cũng đã vô cùng hào hứng và chia vui với chồng mình. David lúc này như được tiếp thêm lửa, kèm theo đó là cuộc gọi từ Elijah nói về việc hắn đã đọc được đầu truyện mà nhân vật siêu anh hùng có mô tả y hệt như David. Đồng thời Elijah củng cố suy nghĩ cho anh rằng anh nên sử dụng sức mạnh của mình vì những mục đích cao cả hơn. Trong đêm tối, David chạy đến nhà kho tàu hỏa nơi đang cất giữ những tàn dư của vụ tai nạn tàn khốc vừa qua. Anh lướt qua các mảnh vỡ, nhìn vào chúng anh lại liên tưởng đến sự kiện tai nạn xe hơi của mình khi còn trẻ. Anh nhớ lại là không biết bằng cách nào đó mà anh đã có thể kéo bay cánh cửa ra để cứu cô bạn gái hiện tại là vợ mình. Sau kết quả phương pháp nhớ lại này thì anh đã chính thức trở thành người bảo hộ công chúng, một anh hùng thầm lặng. David chủ động gọi cho Elijah và hỏi là để bản thân có thể thực thi chính nghĩa thì bây giờ cần phải làm gì. Elijah lúc này thì chính thức hóa thân thành Nick Fury, chiêu mộ anh hùng thành công. Giờ thì anh chỉ việc thì thầm vào tay David những lời hướng dẫn giúp anh có thể thực hiện đúng chức trách của mình. David đi đến nhà ga trung tâm, nơi tụ họp rất đông kẻ qua người lại, một nơi vô cùng lý tưởng để David có thể vô tình va vào người khác rồi thấu thị xem là họ có đang hoặc là đã làm điều gì sai trái hay không. Và rồi anh phát hiện ra một tên đổ rác. Khi mà thấu thị kẻ này thì anh cảm nhận rằng hắn đã ra tay rồi chiếm nhà của một người đàn ông. David quyết định theo dõi hắn và cố lần mò tới căn nhà bị chiếm kia. Anh rón rén bước vào nhà, cả căn nhà đã bị xới tung lên, một dấu hiệu rõ ràng cho việc có kẻ gian đột nhập và làm chuyện xấu, chứng minh cho việc cảm nhận của David là hoàn toàn chính xác. Tiếp tục quan sát quanh khu nhà, anh phát hiện ra hai người con đang bị trói ở một căn phòng kín. Anh tháo dây cứu hai người này trước, sau đó lần mò lên tầng trên thì thấy người vợ vừa bị trói vừa bị đánh bầm dập đến nỗi có vẻ như đã ngất xỉu. Khi bước ra ngoài ban công để xem tên cướp giờ đang ở đâu thì đột nhiên anh bị tên kia úp sọt đẩy xuống bể bơi, và như đã nói thì anh này là hỏa quốc nên là xuống nước thì thôi chí mạng luôn. David hoảng loạn vùng vẫy loạn xạ khiến anh càng bị quấn vào tấm chắn nước ở dưới bể bơi lâu hơn. May là hai đứa con lúc nãy được giải thoát đứng trên bờ, đưa cây gậy để cứu anh lên. David leo lên bờ rồi lao lên lầu chuẩn bị chiến hiệp 2 với cái tên kia. Lần này thì không có cơ hội nào cho hắn ta. Quay trở về nhà sau khi đã thực hiện những nghĩa cử cao đẹp và đương nhiên là không nói cho vợ biết những gì mình đã làm. Sáng hôm sau khi đang ăn sáng thì anh thì thầm nói cho con trai biết mình đã làm gì. Khi mà tờ báo đưa tin về chiến công của mình, cậu con trai rơm rớm nước mắt vì biết những gì mình nghĩ đã đúng. Bố mình là siêu anh hùng có sức mạnh. Vài ngày sau anh đến hãng truyện tranh của Elijah, lúc này đang tổ chức buổi triển lãm cho mọi người có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm của Elijah. Cả hai gặp nhau ở văn phòng riêng của Elijah để kể về chiến công của David. Ở cái cảnh bắt tay này thì tôi đã nghĩ là từ đây hai người sẽ cùng nhau chiến đấu chống lại những điều sai trái. Một người thì là bộ não, dùng trí thông minh quan sát nắm thông tin, một người thì thực chiến trực tiếp hạ đo ván những kẻ làm điều ác. Nhưng không, David có khả năng thấu thị các thứ đúng không? Thì khi chạm vào Elijah, anh đã thấy rõ những gì hắn đã làm. Cả 3 vụ tai nạn mức độ khủng bố xảy ra gần đây đều do một tay Elijah góp mặt và thực hiện. Và đây chính là plot twist của phim. Elijah đã cố tình thực hiện các vụ khủng bố chỉ để tìm ra người đặc biệt đối nghịch với căn bệnh quái ác của mình. Và đó chính là David Dunn. Nhìn lên bức tường, các tàng chứng vật chứng càng xuất hiện rõ ràng hơn trước mặt David. Giờ đây thì Elijah có nói gì nữa thì cũng vô ích, tại vì trong mắt David thì Elijah là một tên loạn thuần với những suy nghĩ và hành động sai trái. David lặng lẽ bước ra, sau đó gọi cảnh sát để bắt và đưa Elijah vào nơi dành cho những kẻ hoang tưởng như hắn. Liệu Elijah đã làm đúng khi mà khai sáng David để anh có thể làm tròn chức trách của mình bằng mọi cách, hay đơn giản là hắn là một kẻ hoang tưởng không kiểm soát vào những hành động mình đã làm? Và liệu rằng có phương thức nào giúp phân chia ranh giới rõ ràng giữa đời sống thực tế và những huyễn hoặc trong thế giới truyện tranh, để tránh những trường hợp không biết đâu là thế giới thực và đâu là thế giới viễn tưởng của những người chót mê truyện? Các bạn nghĩ sao về những câu hỏi trên cũng như là cảm nghĩ của các bạn về bộ phim này thì hãy để lại bình luận bên dưới. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.